nhất quận 4, dạ, 17 Sài Gòn Riverside. Đây khu chế xuất Tân Thuận đó, đường vô khu chế xuất Tân Thuận nè. Đây các bạn chỉ đường đi nhà bè nè. Khu chế xuất Tân Thuận nằm tới trái quốc lộ 1A, 16 km nằm tới phải. Ok đi, đi cho tên đi chưa? Đi rồi. Gọi đâu rồi? Đang gì mà đi? Đó mà kêu đi. Trên đó anh ta chạy kìa. Rồi xanh chạy. Không thấy ta chạy được, thấy đèn xanh mới chạy. Đeo tín hiệu đèn chứ đâu chạy theo anh ta. Mà sẽ đi đi cái đường mới nha, đường Trần Trọng Cung, xong qua cầu Đầu Chí mới, xong rồi chui dưới cầu Phú Mỹ qua Đầu Chí về nhà. Dạ. Dạ. Chuẩn bị cách 100 m, chú ý. Mốt mà mở đường này luôn ngon nè. Đường ở đây nè. Quận 3 nè. Quận 3 mà hông luôn. Im. Trời ơi chú. Đi nè, đi tiếp nè. Bình Tân Phá là con đường đủ thứ đồ hả? Chỉ cần có tiền thôi. Chỉ cần có tiền là đâu dùng nè. Kẹt. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và City Đen. Bye bye nha.